Hello mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Tớ sẽ chuẩn bị reaction một cái ca khúc mà mọi người yêu cầu khá là nhiều. Có hai điều mà tớ muốn nói trước khi mà vào cái video này. Đầu tiên là tớ có làm MC cho sự kiện của Free Fire và có khách mời tham gia là Tùng, thì hôm đó tớ làm MC, tớ cũng chưa được xem mấy cái video trước. Cho nên hôm nay tớ sẽ bật cả CGI và cả một vài video trước để xem luôn, trước khi xem đến cái phần này. Tại vì ngồi trong cánh gà đâu có xem đâu. Thứ hai đó là tớ muốn nói qua vài thứ. Muốn gọi là trải lòng, mượn video tớ trải lòng luôn cho mọi người một chút. Đó chính là đầu tiên thì tớ vừa mới lên rất là nhiều các video xoay quanh câu chuyện, thì tớ muốn trải lòng một chút để cho mọi người hiểu cái channel của Virus. Tớ rất hy vọng rằng là mọi người hãy tập trung vào cái chủ đề của tớ làm. Ví dụ như là tớ làm chủ đề video nó là gì, hãy tập trung trao đổi về vấn đề đó, như vậy nó tốt hơn. Mọi người có thể ghét tớ bởi một lý do nào đó, thực sự tớ không hiểu lý do nào đó là lý do gì. Thứ hai là đối với tớ thì tớ là một người reaction, cho nên các cái tiêu đề video của tớ đều có tên ca sĩ và ca khúc là chuyện bình thường. Và những vấn đề tớ nói về vấn đề gì thì có tiêu đề như vậy, nó là chuyện bình thường. Đó phần tiêu đề mà. Thứ ba, tớ là một creator sáng tạo nội dung, cho các nội dung tớ đưa lên kênh làm sao thu hút nhiều người xem nhất có thể. Và các bạn có thể thấy rằng là tớ đã phân tích, đã reaction một cách rất là hết sức mình, mang tất cả những cái gì mình có thể nói cho mọi người hiểu công sức ở đây. Và những cái phần reaction của tớ là như thế nào, là những cái từ đấy lòng. Còn thực sự là rất hy vọng mọi người tập trung vào nội dung. Còn nếu mọi người ghét tớ bởi một lý do nào đó tớ không hiểu là mọi người ghét tớ bởi lý do gì, Thì tùy mọi người vui là được. Nhưng xin hãy tập trung vào nội dung của video thì nó hợp lý hơn. Đó, chỉ là như vậy thôi. Chúng ta sẽ đến với Skyler. Ok, Free Fire, Sơn Tùng MTP. À mà quên, tớ sẽ xem qua cái hai cái video mà tớ chưa được xem cái. Tớ có đây rồi. Đây, tớ có tìm được hai cái video. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái phần liên quan, có một cái video về mới giới thiệu quá trình làm ra Skyler của Sơn Tùng MTP và đội ngũ. Thì chúng ta xem thử cái này trước nha. Skyler là một nhân vật trong game Free Fire. Các bạn chưa biết thì có thể tải để chơi. Tớ có một channel riêng là Virus Free Fire, nhưng mà tớ cũng bỏ mấy tháng rồi. Xin lỗi mọi người. Tớ không muốn đi lại những con đường mà mình đã từng đi. Tớ không muốn làm lại những thứ mà mình đã từng làm. Nó làm cho mình cảm hứng phấn hơn, thích thú hơn rất là nhiều. Và tớ nghĩ rằng sự thay đổi là những sự vô cùng cần thiết trong cuộc sống. À, tớ dừng lại một chút. Đó chính là việc mọi người hay nói tớ là bú phê hay cái gì đấy. Thì thực sự xin lỗi mọi người. Thứ nhất, tớ không có quan tâm nha. Cái nội dung nào tớ cảm thấy hợp lý tớ làm. Còn chuyện mọi người cứ nói là bú phê cái gì, tớ cũng chẳng hiểu bú phê nó nghĩa là cái gì. Bây giờ các bạn thích, các bạn làm thử giống tớ xem có được không. Nó rất là khó ấy, đây là công sức của tớ mà. Bú phê là cái gì tớ chả hiểu. Thế bú phê nó xấu hay tốt? Tốt hay xấu tớ cũng hiểu, nó tốt hay xấu nữa. Tớ tiếp tục nhá. Để chúng ta trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta còn là những đứa bé, chúng ta luôn có một ước mơ vô cùng to lớn rằng đấy, sau này tôi muốn trở thành một siêu nhân, một siêu anh hùng để bảo vệ những người mà tôi yêu thương, và thậm chí là bảo vệ cả cái thế giới này. Và tôi cũng thế mà thôi. Nhạc nền của clip hay quá. Free Fire là nhạc nền của clip hay à? Ở Việt Nam và cũng là một trong những game mà tôi vô cùng yêu thích. Free Fire, một trong những đối tác rất tuyệt vời của đất này. Booyah! Đẹp trai quá. Khi nghĩ đến Free Fire thì Tùng nảy ra một cái ý định, tại sao mình không collab với Free Fire để tạo ra một cái nhân vật để làm những điều mà mình đã từng mơ ước. Và thứ hai là để có thể kết nối được với đại gia đình Sky ở một thế giới vô cùng đặc biệt. Free Fire đã sở hữu cho mình những ngôi sao rất nổi tiếng trên thế giới như là Cristiano Ronaldo, Hrithik Roshan hay là DJ Alok. Ở tại Việt Nam thì chưa. Các bạn có thể thấy qua đoạn vừa rồi chúng ta nhìn qua được cái quá trình tạo nên một nhân vật game, xong sự phác thảo, thiết kế khá là nhiều thứ xung quanh, cực kỳ nhiều thứ. Từng có một ca sĩ, một diễn viên hay một người mẫu nào ở trong ngành giải trí? Có Ronaldo nha, Cristiano Ronaldo, CR7 ạ. Đã được tạo ra một cái nhân vật ở trong game. Đối với một cái ngôi sao mà đã có một cái tầm cỡ ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng MTP tại Việt Nam, đối với chúng tôi cái thử thách lớn nhất đó chính là việc phải tạo ra một cái nhân vật giống Sơn Tùng MTP nhất có thể. Từng chi tiết trên gương mặt, từng cử chỉ, từng điệu bộ, đó phải là Sơn Tùng MTP thì mới có thể thuyết phục được hàng triệu khán giả. Đây chính là nhân vật đó.
Tùng nghĩ rằng cái thử thách đầu tiên của Tùng và đội ngũ đó chính là tạo hình nhân vật. Làm cách nào mà để cho người chơi cũng như khán giả có thể cảm nhận được chính họ thông qua Skyler? Và Skyler phải là phiên bản hoàn hảo nhất của xương Tùng MCP từ hình ảnh cho đến thời trang. Khi nhìn vào Skyler, có thể nhìn thấy xương Tùng MCP. Giống nhờ, giống phết, giống. Từ phác họa sketch, chúng tôi sử dụng công nghệ face scan và motion capture. Sau đó tinh chỉnh chi tiết ở trong môi trường 3D để tạo ra một nhân vật Skyler sống động nhất ở trong game. Đẹp à? Đúng là cách làm một cái thiết kế, một cái mô hình nhân vật game nó không hề đơn giản. Chúng ta nghĩ là đâu, hôm xem cái video này chúng ta đã hiểu ra nhiều thứ rồi. Cho đến đây đi. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu những cái moment và những thứ iconic nhất của Sơn Tùng thì chúng tôi quyết định là sử dụng cái hình ảnh Sơn Tùng đang feel cùng với cái cây đàn guitar trong Sky Tour của anh. Đây là món quà mà Tùng muốn dành đến những fans, dành đến cho đại gia đình Sky. Mà Tùng muốn thông qua Skyler, khán giả có thể nhìn thấy rằng tình yêu thương của Tùng và tình yêu thương của FIFA là muốn dành cho khán giả. Thiết kế và làm game là một quá trình vô cùng đặc biệt và Tùng cảm thấy vô cùng thú vị khi có cơ hội được chứng kiến nguyên cái quá trình này. Được thấy Skyler từ trên giấy. Cái này như là làm cách đây phải tôi đoán phải đến nửa năm đấy. Thảo. Vài tháng đấy. Cái nhân vật y chang này, nhảy này, đi này, đứng này. Hơn thế nữa, bây giờ còn nói chuyện y chang Sơn Tùng MCP nữa. Đêm nay chúng ta có thuộc với nhau không nhỉ? Mà Tùng mong rằng thông qua Skyler, khi mà mọi người dùng Skyler để chơi trong game này thì mọi người có thể cảm thấy rằng ê, như là đang trò chuyện và tâm sự cùng với Sơn Tùng MCP. Sky ơi, say vui à? Free Fire Battle in Style vào game ngay. Sẽ rất khó để có một cái dự án nào trong tương lai mang tầm cỡ như sự kết hợp này giữa Sơn Tùng MCP và Free Fire nữa. Đây là hai hiện tượng lớn nhất của ngành giải trí tại Việt Nam. Đây là một trong những dự án vô cùng tâm huyết của Tùng trong năm nay mà Tùng muốn dành đến cho fan của Tùng cũng như là của Free Fire, một cơ hội trải nghiệm làm Sơn Tùng MCP ở một thế giới hoàn toàn mới. Nào, hãy cùng Sơn Tùng MCP chào đón sự xuất hiện của Skyler. Xin chào và hẹn gặp lại. Xem mà tớ cũng học được mấy cái cách mà đi máy dựng giếc và khung hình vừa rồi với ekip của Free Fire được pick lần này hợp lý và xem khá là thú vị. Chúng ta xem tiếp theo một cái CGI của nhân vật game đi, để các bạn hình dung thêm, rồi chúng ta sẽ xem cái bài Skyler. Đây là cái tòa Bitico thì phải, đúng không? Cái mô hình, đây, đây chính là nhân vật Skyler. Vậy là nhân vật Skyler sẽ có chiêu phá từng băng. Bạn nào chơi Free Fire sẽ biết. Tớ nghĩ là phù hợp cho những người bắn kiểu MP40 hoặc là cận chiến giỏi đấy. Tớ khoái bắn súng ngắm hơn. À mà cũng được đấy nhở. Nó vào phát mình áp chiến và mình phá từng băng, phát mình bắn phát là nó tỏi đi luôn. Được, 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 được. À có một bộ trang phục Streetwear. Trắng đẹp à? Ok, chúng ta cùng xem đến MV Skyler nhá. Bây giờ được xem này. Top 5 trending, let's go. Free Fire Sơn Tùng MTP. Cái ghế đẹp quá. Look at me now, look at me now. I got the job of the saver. Night, day, night, the nơi này. Who is the better to stay at my table? Tell me it's been them.
fool and some bigger fam. Now I'm rubbish in the game. Please don't left me your name. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. People call me Transcend. The most special thing is forever. Có một khi cuộc chơi còn chưa được bắt đầu. Thôi đừng mơ mộng không gặp anh lại tắt ngầu. Haters vô vàng trong từ xa mặt u sầu. Không cùng level anh độc phương nằm chơi đầu. Booyah, booyah. Scream my name bay theo nhịp flow này. Try my best to be a better person. Skyler, no need to get attention. Pressure không làm anh ngừng ngước. Dù thêm xéo xước từng mơ rằng anh sẽ vượt cuộc chơi. Để cưng ngồi ngước nhìn lên rồi đo bằng trước. Cầu mong đời sau được phước. Để theo cuộc leo trên Skyler. Em bao nhiêu người cả hô tên anh. Làm một nhìn đi duy im được ngay cho lành. Tên anh từ giờ sao long lanh. Quyết ngắm một vùng trời riêng tiếng anh vang dài. Game là khập khiếp không cần chơi cũng thắng rồi. Idol của idol sẽ nên quá rõ rồi. Hơi thật vì chia sẻ điều ai cũng biết rồi. Thôi còn ghét tình làm chi cưng làm sao mà đỡ nổi. Sao đi mọi người ra tớ bật tiếng to hơn đi. Bé quá, hơi bé với tớ. Tớ nghe lại một lần nữa nha mọi người. Nghe lại một lần nữa. Lần đầu nghe chưa có ấn tượng lắm. Sorry mọi người, tớ nghe lại. Vẫn là nhạc của Orion. Bây giờ đối với mình khải quá nhắc bạn nhớ. Quên Hussein nhạc nhạc. Look at me now, look at me now. I don't need to move to save it. Ngay đây ngay tại nơi này. Who is the bad on the stay at my game it. Tell me it's my name. Who is the bigger fan. No one rubbish in the game. Please don't let me your name. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. People call me Transcend. The most special thing is forever. Có một khi cuộc chơi còn chưa được bắt đầu. Thôi đừng mơ mộng không gặp anh lại tắt ngầu. Haters vô vàng trong từ xa mặt u sầu. Không cùng level anh độc phương nằm chơi đầu. Hey, what did they say? Hey, what did they say? Booyah, booyah. Get out of my way. Get out of my way. Booyah, booyah. Oh, lies on my face. Oh, lies on my face. Booyah, booyah. Shut up and listen to me. Một khi anh mà đến mai mong ngay. Booyah, booyah. Screaming in my face. Listen, try my best to be a better person. Skyler, no need to get attention. Pressure không làm anh ngừng ngước. Dù thêm xéo xước từng mơ rằng anh sẽ vượt cuộc chơi. Để cưng ngồi ngước nhìn lên rồi đo bằng trước. Cầu mong đời sau được phước. Để theo cuộc leo trên Skyler. Em bao nhiêu người cả hô tên anh. Làm một nhìn đi duy im được ngay cho lành. Tên anh từ giờ sao long lanh. Quyết ngắm một vùng trời riêng tiếng anh vang dài. Game là khập khiếp không cần chơi cũng thắng rồi. Idol của idol sẽ nên quá rõ rồi. Hơi thật vì chia sẻ điều ai cũng biết rồi. Thôi còn ghét tình làm chi cưng làm sao mà đỡ nổi. Breakdown. Hey, hey. Ok. Và bây giờ phần quan trọng nhất. Mọi người hãy tập trung nghe. Đầu tiên đó là tớ sẽ đánh giá điều tớ thích đầu tiên. Cái phần beat Onion làm bài này quá tốt. Nó là một cái dáng vẻ, một cái vibe, một cái màu beat. Nó rất hợp lý với Free Fire, một tựa game global. Mà rõ ràng là sự ảnh hưởng của Sơn Tùng nó sẽ làm cho toàn thế giới lên chơi game Free Fire. Trông ngọc. Cái beat nó rất là sang, hợp lý ở thời điểm này với nhân vật này và với cái thời điểm này và đúng cái trạng thái của cái sản phẩm về beat, âm nhạc, nhạc nền, Onion, phê. Thứ hai là về những cái VFX biến chuyển giữa người trong game mà cái MV quay thì tớ cũng thấy rất tuyệt vời. Suộc làm in-game cũng rất là ok,
về Suộc làm in game, mọi thứ rất là ok. Đây, Suộc làm in game người thật và nhân vật từ game, mọi thứ làm rất ok. Đổi giữa người thật xong về Suộc làm in thì thật rất ổn, rất ok. Có một điều, đây là điều quan trọng nhất mà tớ nghĩ nó sẽ một lần nữa lại làm tớ bị ăn chửi. Tớ nghĩ thế, tớ thật ra không biết lý do gì mọi người lại nói tớ, nhưng virus là virus, tớ reaction là như vậy. Không phải vì tớ dẫn MC chương trình gặp Tùng mà nói khác đi với cái quan điểm của virus, thì thực sự từ trước đến nay tớ chưa bao giờ đánh giá quá cao. Không phải là không ổn, ổn thôi, nhưng tớ chưa bao giờ đánh giá quá cao khả năng rap của Tùng cả. Các bạn biết vì sao không? Vì Tùng tập trung vào việc đi hát, sáng tác, sự nghiệp, kinh doanh. Việc Tùng đầu tư vào rap rõ ràng chúng ta nghe và chúng ta cảm nhận luôn, không có sự đầu tư nhiều. Về vần, về flow, nó vẫn là như vậy à? Những gì Tùng có trước đến giờ nó vẫn là như vậy à? Thứ hai, trên cương vị của một người Việt Nam mà như tớ nghe, tớ đang mong chờ rất nhiều đoạn rap melody hay còn gọi là melodic, hoặc thậm chí một đoạn có melody, nó quái cũng được. Nhưng cái giọng của Tùng hát melody nó hút hơn rất nhiều với rap. Thứ ba, tớ hiểu đây là sản phẩm có thể global toàn cầu hóa cái sản phẩm này với nhiều fan quốc tế, nên tất nhiên tiếng Anh phải cho nhiều. Nhưng tần suất tiếng Anh cho như này là quá nhiều. Người Việt Nam cần phải nghe nữa, và tớ sẽ góp ý với cái ekip của Free Fire một xíu. Tất nhiên sản phẩm và ekip cái project là hoàn toàn khủng khiếp. Hai cái tên hàng đầu giải trí kết hợp với nhau tớ hoàn toàn thấy khủng khiếp. Nhưng tớ sẽ vẫn phải góp ý. Đó là vì đối tượng chơi Free Fire rất rộng, và đặc biệt phần lớn nó khá là nhiều người Việt Nam chơi đa sản phẩm của Việt Nam, và đối tượng cũng không quá là lớn về mặt tiếp nhận ngoại ngữ, cho nên phải giảm thiểu phần tiếng Anh đó. Và thực sự là cái phần liên quan đến tiếng Anh nó bị quá nhiều và rap quá nhiều, mặc cho nên, nhưng mà tớ lại thấy là cái phần rap được đầu tư nó không quá quá nhiều. Tớ không đánh giá quá cao khả năng rap của Tùng. Không phải vì tớ đi sự kiện, tớ được làm 10 MC, tớ tham gia để cuộc sống để nhận thù lao mưu sinh thôi, mà tớ được gặp Tùng tớ rất là hạnh phúc về điều đó. Nhưng mà không phải vì tớ như thế mà tớ nói trái đi được. Rõ ràng tớ không đánh giá cao cái phần liên quan đến sản xuất phần lời rap ở trong cái bài này, đặc biệt là khả năng rap của Tùng tớ chưa đánh giá cao cả. Đây là góc nhìn của một reaction nha, tớ không có ý nói gì nha, đây là ý cá nhân của tớ. Còn về beat của Neon đánh quá hợp lý, đây là một beat rất hợp lý để global hóa mọi thứ, nhưng Tùng hoàn toàn là viết melody trên cái đó được. Thứ nhất nó dễ nghe hơn, thứ hai nó đúng với Sơn Tùng MTP, cái vía thích nhiều hơn, thứ ba nó làm cho việc tiếp cận sản phẩm sẽ rộng hơn. Đấy là điều tớ mong chờ. Tớ hy vọng những góp ý của tớ nó sẽ giúp cho các sản phẩm tiếp theo của Tùng hoặc Free Fire tốt hơn. Nếu như đấy là góc nhìn cá nhân của tớ, nó có thể đúng, có thể sai, thì đấy là vấn đề của Skyler. Bài này ổn, nhưng tớ hơi lo thì tỷ lệ nghe lại của bài này sẽ bị giảm thiểu, bởi vì tiếng Anh quá nhiều và rap quá nhiều. Nhưng đặc biệt phải đáng khen nhất là khả năng làm VFX của in-game dựng giết mọi thứ rất tuyệt vời. Ekip Free Fire chọn đúng cái ekip làm hình ảnh, phải nói là ổn, rất ổn. Từ cái quay CGI, từ cái quay phỏng vấn, documentary hay là cái này thêm song này là nó quá ổn rồi. Tớ không có vấn đề gì. Và đây là những ý kiến của tớ về các khúc Skyler. Các bạn có thể thấy rằng là váng vẻ ngầu, trang phục mọi thứ thì không có gì để nói với cái một ca sĩ đỉnh cao, chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm như là Tùng. Cái sự hút về mặt biểu diễn như eye contact, cái gọi là cái hút về mặt gọi là thể hiện vẻ ngoài ấy. Đấy, là tớ thích cái ghế kia. Đã lồng được ở trong cái bài, cái câu gọi là key của Free Fire, Booyah Booyah, rồi rất ổn. Đấy, đấy là những cái ý kiến của tớ. Hy vọng mọi người nghe và theo dõi cái phần này thì không có quá nhiều thứ để nói về ca khúc Skyler. Đây là một ca khúc mà thực sự nếu nói về sản phẩm âm nhạc thì nó có lẽ là không, đây là một sản phẩm music video promotion hay cái gì đấy tương tự, tôi không biết là đọc phải dùng cái từ nữa. Mà nó là một cái nhạc nền dành cho nhân vật Skyler, thì tính ứng dụng của nó khác. Nhưng nói về sản phẩm âm nhạc thì tôi không đánh giá cao khả năng sản xuất về phần lời rap, bố cục về phần sản xuất thể hiện nền tảng thì nó không ổn. Được cái phần beat của Union Bird được, nhưng mà không vớt được quá nhiều.
thì tớ không đánh giá cao chuyện này. Và đây có lẽ là ý kiến của tớ trong phần reaction Skyler Free Fire sử dụng MTP. Ý kiến của tớ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi phần video này. Thế nhá.